giả, chúng ta lại gặp nhau trong series vận động viên Nói Gì. Và ngày hôm nay là các tình đua của chúng ta sẽ bước vào chặng thi đấu thứ 23, chặng đua đi từ thành phố Long Xuyên của An Giang về đến thành phố Mỹ Tho của Tiền Giang. Và một chặng đua dài 133,4 km thì chắc chắn là các tình đua của chúng ta sẽ là có những màn thể hiện như thế nào. Và tại cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thì như mọi người cũng có thể thấy là sự nỗ lực của các bạn vận động viên luôn được chúng ta nhìn thấy qua những chặng đua vừa qua, nhưng mà đằng sau đó còn có những điều đặc biệt như thế nào và đó là gì thì ngày hôm nay hãy cùng Hà Vy đi gặp và nghe họ chia sẻ về những điều đó nha. Thì như quý vị cũng có thể thấy là mỗi bạn vận động viên sẽ có một câu chuyện trong cái cuộc đời đua xe đạp của mình. Và với Phát thì đó là một cái sự nỗ lực rất là nghị lực thi thường, khi mà chân của bạn là đã từng phải có những cái ốc vít ở trong người. Vậy thì bạn có thể chia sẻ lại một chút xíu về cái sự việc lúc đó mà mình gặp phải. Trong một cái giải nhưng mà đại hội tỉnh thôi, đua về xong thì mình đang di chuyển về lại trung tâm ở thì sự cố quẹt xe, bị xe tải quẹt làm mình nứt xương tay với gãy chân. Là khoảng phải mất khoảng bao lâu thì bạn mới có thể gần như là hồi phục lại? Mình băng bột, mình nằm một chỗ 6 tháng và mình tập những cái vật lý trị liệu thêm 6 tháng nữa. Thì một năm mình mới quay lại tập từ từ rồi. Là tập từ từ lại là cũng phải mất một cái khoảng thời gian rất là khó khăn đúng không? Động lực của mình lúc đó để mà mình có thể vẫn muốn tiếp tục theo đuổi cái sự nghiệp xe đạp đó là gì? Đam mê lắm, nằm ở nhà coi anh em đua mà cảm thấy rất là ngứa. Nói chung là nhà trường hay là thầy cô vẫn tạo điều kiện cho Phát để tập lại, để theo sức bạn bè để đi đua. Trong cái giai đoạn mà hồi phục đến bây giờ thì có đôi khi mà mình cảm thấy là nó có những cái cơn đau nào mà nó ập đến không? Có. Những lúc trời lạnh thì cái giò Phát vẫn nhức. Hay là tập ngưỡng hay là sức mạnh gì đó, vẫn có thuốc bổ sung sụng cá mập hay là gì đó. Vậy là có thể nói là thực ra là nếu như mà một người bình thường nhìn vào thì không ai nghĩ là những cái chặng đua mà Phát đã nỗ lực vừa qua, những cái chặng mà đã muốn mang về chiến thắng cho bản thân mình, không ai nghĩ là Phát lại có những cái sự cố không mong muốn như vậy. Nhưng mà thật ra là chính là cái ý chí kiên cường của bản thân mình thì mình đã vượt qua hết tất cả đúng không? Với cái niềm đam mê dành cho xe đạp, một cái tình yêu rất là sâu sắc dành cho xe đạp. Phát cũng có thời gian nghỉ tận 4 năm, mới quay lại chơi 2 năm nay thôi. Nhưng mà chủ yếu đam mê, quyết tâm thì sẽ lấy lại sức theo anh em trong đội. Và chắc chắn là sắp tới thì sẽ lại có những cái điều mới mẻ, là những cái sự phát triển mới mẻ dành cho Phát và đang chờ Phát ở phía trước. Thì chúc cho Phát và cũng như là đội của mình lại thành công hơn và lại phát triển hơn nữa. Cảm ơn Phát nhiều. Ok. Ngoài cái việc mà mình tập luyện đua xe đạp thì mình còn có một cái cấp bậc ở bên phía quân khu 7 nữa, thì anh có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái này không? Thì vào năm 2017 thì tôi có vào biên chế trong quân đội. Thì đến nay là 2023, hiện tại cấp bậc của Tùng là thượng úy chuyên nghiệp thuộc trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 2 quân khu 7 của Bộ Tư lệnh và Bộ Quốc phòng. Thì ngoài công việc đạp xe của Tùng thì trong thời gian sinh hoạt của đơn vị thì có những lúc học chính trị hay là học điều lệnh hay là những việc gì của cơ quan thì Tùng sau giờ tập thì Tùng cũng sắp xếp thực hiện cho đúng nội quy của đơn vị. Thì cái khoảng thời gian đó mình phải phân chia ra cả hai bên như vậy thì mình có gặp những cái khó khăn như thế nào không anh? Thì với ban lãnh đạo cũng như các thủ trưởng cũng tạo điều kiện cho Tùng tập luyện xe đạp. Và khi thời gian nào khỏe thì cùng với đơn vị và các chiến sĩ thực hiện các nội quy của thủ trưởng đề ra. Thì như bình thường thì sáng Tùng tập luyện đến trưa,
thì chưa, nếu mà lịch buổi trưa có trong chỉ đạo của hữu trưởng thì mình sẽ thực hiện theo kế hoạch mà đề ra. Bình thường là tập đã rất là mệt rồi, bây giờ tới việc mà nghĩ đến việc mà đi vào phải tập những cái công việc ở trong quân đội thì đa số nó phải tập đi lặp lại rất là nhiều, và cũng như là tập những cái đội ngũ như vậy phải cần sự đều, thì lúc đó chắc là mình cũng rất là có chút khó khăn và hơi mệt đúng không ạ? Thì đối với một người chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam thì các nội quy cũng như là các kế hoạch mà hậu trưởng đưa ra thì sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cũng như khó khăn nào cũng vượt qua, thử thách nào mình cũng phải cố gắng. Vậy thì chúc cho anh sau cuộc đua thì mình lại có những, mình có thể hỗ trợ hết mình ở những cái công tác và những cái công việc về phía quân đội. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chào đại, thì bây giờ chúng ta muốn chia sẻ hụt chút xíu là những năm trước thì đội mình á chỉ có toàn là đội binh thôi, năm nay có một sự xuất hiện của ngoại binh Xavier thì bạn cảm thấy như thế nào? Dạ thì có sự xuất hiện của Xavier trong đội hình thì tụi em rất là tự tin và thi đấu cống hiến hết mình trên từng trận đua. Và những năm trước thì có thể nói là đại là một người đội trưởng và cũng như là người có những đi đầu về những cái chiến thuật này kia, nhưng năm nay thì có thêm ngoại binh thì bạn Xavier có hỗ trợ cho mình và san sẻ ra những cái công việc đó hay không? Dạ thì cũng có, thì có Xavier thì hiện tại anh đang là top 4 chung cuộc và hạng 3 áo đỏ, thì thành tích đó cũng rất là nỗ lực của riêng cá nhân Xavier và tụi em phải hỗ trợ lại cho bạn gì cả, như là lấy nước hoặc là tiếp tế thức ăn. Dạ. Và bạn thấy là giữa các bạn với nhau và mọi người đã có một sự phối hợp khá là ăn ý chưa? Dạ thì năm đầu tiên thi đấu cùng Xavier thì anh ấy là một vận động viên chuyên nghiệp và thì cũng rất là dễ để phối hợp với em và đội. Dạ. Chắc chắn là mình cũng có sự hỗ trợ lẫn nhau cũng như là học hỏi lẫn nhau được rất là nhiều thứ đúng không? Dạ. Xavier có cách tập luyện rất là chuyên nghiệp và kể cả ăn uống. Dạ. Em học được rất là nhiều từ anh ấy. Rồi, okay, cảm ơn. Nhưng mà chị hỏi thăm bí quyết chút xíu nha, da em được ở trong đội là được thuộc dạng là da trắng nhất, em có cái bí quyết nào mà để dưỡng trắng như vậy? Em không có đèn, em không biết nữa. Là da em không có bị ăn. Dạ đúng rồi, tạm đó giờ không có bị ăn nắng. Có xài kem chống nắng gì? Dạ, cũng mới xài đây à, tại vì nóng quá nên xài cho nó đỡ nó hóc. Đỡ rác nữa đúng không? Đúng rồi. Đỡ rác. Là mình về mình có vệ sinh và có kỹ về cái vấn đề mà vệ sinh mặt này kia. Dạ chỉ rửa mặt thôi, rửa mặt bằng kem oxy đồ kiểu. Thôi, tại vì á hả chị thấy là mấy bạn kia là chắc là đi đua nhiều, mấy bạn kia là đua nhiều hay đua ít gì á là cái da dễ bị ăn nắng nhiều lắm luôn, mà da em là coi như là dùng từ là miễn nhiễm luôn á. Dạ, đó giờ tập em tập đó giờ là không bao giờ ăn nắng luôn. Ờ, hay quá ha. Đây là cái làn da mà biết bao nhiêu bạn. Trận đua đầu thì em thấy là chú Quýt cũng có đi theo để mà xem, và sau khi đó thì lại như là gần đây thì là không có, thì cái cảm giác mình nó có chút tiếc nuối không? À đúng rồi, thì chú cũng đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần rồi, chú biết là sẽ mình phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần đó rồi vì chú đã nghĩ từ trước rồi. À, tất nhiên là mình cũng sẽ có tiếc nuối, tại vì một nó như một thói quen rồi, bây giờ không có thì mình sẽ thấy nó hơi lạ. Và nó thiếu vắng một cái điều gì đó rất là quen thuộc với mình. Dạ à, đúng rồi, cũng nhiều năm rồi thì cái cũng giống như là một cái thói quen, bây giờ thì ba không đi theo nữa thì bây giờ cái có thể là cũng tâm lý phần nào nó thoải mái hơn một xíu, tại vì ba thì chắc chắn là sẽ rất là nghiêm túc hơn. Và bây giờ thì có thể là một thời gian dài chứ cũng đã thích nghi với cái cuộc đua rồi, và bây giờ chứ cũng sẽ cố gắng làm tốt theo chỉ đạo của thầy. Và những cái, và nếu như mà nói là những năm trước mà mình đi thì cái người
người thầy cũng như là cái người huấn luyện viên cũng như là cái người cha này luôn có những cái đôi khi là khắt khe, nhưng bên cạnh đó thì là một cái sự động viên. Còn ở những năm nay thì cái việc này nó không được làm lại, thì có phải mình có nhớ về những cái lúc đó mà mình bị la, hoặc là những cái khoảnh khắc mà vui vẻ bên cạnh chú Quýt không ạ? Đúng rồi, tại vì một người huấn luyện viên mà đã gắn bó với đội lâu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đối với tất cả các thành viên trong đội luôn. Thì bây giờ hay đội hay đi ăn hay là đi đâu đó thì vẫn hay nhắc lại những cái kỷ niệm, có thể là lúc đó là bị la, nhưng mà bây giờ nhìn nhớ lại mà mọi người vẫn cười, giống như là một cái khoảng khắc đó. Nhưng mà bây giờ đây không có một người huấn luyện viên đó thì mọi người vẫn hay chiêu với nhau và vẫn nhớ là vẫn cười. Vậy thì coi như là hôm nay có một cái tâm tư gì hãy dành chia sẻ với lại chú qua cái thông qua cái màn ảnh nhỏ này đi ạ. Một người cha và một người thầy thì chí cũng đã gắn bó rất lâu rồi, chí cũng đã đủ trưởng thành và có thể là chí sẽ cố gắng hoàn thiện, mặc dù là trong cái đam mê của mình mà không có người ba nữa sẽ thiếu một người chỉ đạo, nhờ chí sẽ cố gắng trưởng thành và đạt nhờ tích tốt để ba có thể ở nhà coi và có thể hài lòng. Xem xong tập vận động viên nói gì hôm nay thì có phải là quý vị khán giả cũng có thể hiểu thêm và như là sâu sắc hơn về các vận động viên của chúng ta không nào? Và ngày mai là một chặng đua đi từ Tiền Giang về đến Tây Ninh, và sẽ là có những diễn biến hấp dẫn như thế nào và cũng như là có những chia sẻ thú vị gì đến từ các bạn vận động viên, thì hãy chờ xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.